coi còn có giá 30k uh, đến uh, 34k hay không Thì suy nghĩ cá nhân của Thạch là có các bạn ạ Bây giờ Thạch sẽ giải thích các bạn uh, lý do tại sao mà Thạch sẽ đã suy nghĩ như thế Thì thực ra Bitcoin bây giờ ấy, uh, nó đang đi theo cái mô hình uh, sóng hồi các bạn ạ. Tức là nó đã đi một cái sóng Nó đã đi một cái sóng uh, uh, 1, 2, 3 ở đây các bạn này Đấy, đây là sóng 1 này sóng uh, 2 này, sóng 3 này, sóng 4 này, sóng 5 này. Và bây giờ ấy, thì nó đang đi là cái sóng A này, đây là sóng A này, sóng B các bạn. Khi nào mà Bitcoin thoát được đóng nến trên cái vùng uh, trên cái vùng là bốn uh, 4 44k, 45k thì Thạch mới thấy rằng uh, đây mới là nó mới thoát cái xu hướng giảm. Còn hiện tại ấy, thì nó vẫn đang là trong sóng ABC chính vì vậy nên là chính vì vậy nên là thành thế rằng cái khả năng nó về cái vùng 3x còn rất là cao và x ấy, đây là x uh, tiểu học và x mầm non ấy tức là các bạn sẽ tức là thành vẫn nghĩ là bitcoin nó sẽ có thể là có vùng 30 31 đến 34 hoặc thậm chí nếu mà món quà ấy thì là Bitcoin nó có thể thấp hơn. Đấy là suy nghĩ cá nhân của Thạch. Nhưng mà tại thời điểm hiện tại thì chưa có dấu hiệu Bitcoin đảo, đảo chiều. thì Khi nào mà có dấu hiệu Bitcoin đảo chiều thì Thạch sẽ call anh chị em. Và các bạn nhớ đăng ký kênh của Thạch nhá. Nếu các bạn muốn đăng ký học những kiến thức là khi nào mình biết cái điểm mua khi nào mình biết cái điểm bán và những cái kiến thức các bạn tự tin khi giao dịch ấy còn nếu khi mà các bạn không có kiến thức ấy kể cả chúng ta vào một cái chu kỳ áp chen ấy chúng ta cũng không biết chốt lời và thậm chí là chúng ta cũng có lời mà chúng ta cũng không biết giữ